kính chào quý khán thính giả của bộ đề phật quốc tv rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được Thầy Minh Lợi giảng kinh Đại Bác Niết Bàn và cô Minh Huệ giảng kinh Trường A Hàm. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Đại Bác Niết Bàn, Thầy Minh Lợi giảng tiếp phẩm Thuần Đà. Bạch cư sĩ Thuần Đà thúc liễm lục căn thanh tịnh, nhất tâm đón chờ trận mưa pháp cam lồ từ đấng nhất thiết chủng trí vô thượng phật khai thị thuần đà thí thực có hai đồng một quả báo một là thọ xong liền chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác hai là thọ xong liền nhập niết bàn hôm nay như lai nhận phần cuối cùng của ông cho ông đầy đủ bố thí ba la mật với trí huệ cạn cợt của vị bạch cư sĩ tuy đã nếm được pháp vị nhưng tâm vẫn còn ở mức độ pháp hữu vi. Ông Thuần Đà kính cẩn bày tỏ sự thắc mắc của mình. Như Thế Tôn vừa dạy rằng, hai lúc cúng thí quả báo đồng nhau, theo con nghĩ, e rằng không đúng nghĩa. Vì sao? Một là nói về phiền não, vị thọ thí trước chưa sạch phiền não, chưa chứng nhất thiết chủng trí, nên chưa thể làm cho chúng sanh đầy đủ bố thí ba la mật. Còn vị thọ thí sao là bậc nhất thiết chủng trí, đã sạch phiền não nên có thể làm cho khắp chúng sanh đầy đủ bố thí ba la mật. Hai là nói về thân, vị thọ thí trước còn là chúng sanh, là thân tạp thực, thân phiền não, thân vô thường cuối cùng. Vị thọ thí sao là bậc trời trong các trời, là thân kim cang không phiền não, là pháp thân chân thường vô cùng. Ba là nói về sáu ba la mật và ngũ nhãn. Vị thọ thí trước chưa đầy đủ bố thí ba la mật, nhận đến trí tuệ bát nhã ba la mật và chỉ có nhục nhãn, chưa có huệ nhãn, nhận đến Phật nhãn. Vị thọ thí sau đã đầy đủ cả sáu ba la mật cho đến đầy đủ cả ngũ nhãn. Bốn là nói về sự thọ thực. Vị thọ thực trước thọ xong ăn nuốt vào bụng tiêu hóa lặng sống còn, đặng sức khỏe, xinh đẹp, an vui, vô ngại biện. Vị thọ thí sao chẳng ăn, chẳng tiêu, không năm sự quả. Như vậy, sự bất đồng quá rõ ràng, sao lại cho rằng hai sự cúng thí được quả báo đồng nhau? Chúng ta thấy rằng, cư sĩ Thuần Đà, tâm còn vướng mắc trong vòng đối đãi phân biệt, chấp vào hình tướng hữu thể theo pháp hữu vi nên chưa thấy lý tánh pháp thân hàm ẩn trong lời khai thị của phật thân như lai từ vô lượng kiếp đã không có những thân ăn uống thân phiền não thân sau cùng mà là thân chân thường thân kim cang bất hoại là pháp thân người chưa thấy phật tánh gọi là thân tạp thực phiền não cuối cùng nếu lúc đó bồ tát thọ thực rồi nhập kim cang tam muội đồ ăn tiêu hóa xong liền thấy Phật tánh chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác như vậy sự thí thực tuy có hai nhưng đồng một quả vì hai sự cúng dường ấy cùng là cúng dường pháp thân Phật chứ không phải là sự cúng dường thí thực cho thân tứ đại của vị Bồ Tát sắp thành Phật hay thân tứ đại của hóa thân Phật sắp xả bỏ thế gian bài học hôm nay cho chúng ta một tầm nhìn rộng rãi sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa cúng dường hướng về pháp thân Phật không còn cúng dường trong tư tưởng hữu vi hạn hẹp thấp kém. Trong giờ học kinh trường A Hàm, cô Minh Huệ giảng tiếp bài kinh Tiểu Duyên. Phật vì bà La Môn, bà tất ra mà nói rõ nhân duyên của bốn chủng tánh, sát lị, bà La Môn, cư sĩ và thủ Đà La. Nhờ nhân duyên này, chúng ta biết được nguồn gốc loài người, sự phân định đẳng cấp xã hội và tinh thần bình đẳng tuyệt đối cùng đạo đức và trí tuệ trong giáo pháp như lai lúc trời đất thủy chung khi kiếp tận băng hoại chúng sanh mệnh chung đều sanh lên cõi trời quan âm tự nhiên hóa sanh ăn bằng niệm mình phát ánh sáng và có thần túc bay trong hư không về sau cõi đất này thải biến thành nước tràn ngập tất cả sau dần dần biển nước đó thành cõi đất liền. Các vị trời quan âm đến lúc hết phước, mệnh chung, sanh xuống nơi này. Lúc đầu họ vẫn còn ăn bằng niệm, còn có thần túc bay đi, thân còn tỏa sáng. Nhưng dần về sau do họ nếm thử rồi mê ăn chất ngon ngọt giống như mật bơ từ suối đất chảy ra. Nên thân trở nên thô kệch, da thịt cứng rắn, mất cả màu sắc đẹp đẽ nhà trời. Thần túc không còn phải đi trên đất, ánh sáng nơi thân cũng mất, cả trời đất tối tăm. Theo pháp thường còn của trời đất, sau thời gian tối tăm thì có thiên tượng, mặt trời, trăng sao, rồi bắt đầu có ngày đêm, tối sáng, năm tháng và số tuổi. Sống ở thế gian một thời gian, họ gọi nhau là chúng sanh. Do phước báo suy giảm dần, thức ăn thanh nhẹ cạn kiệt, họ phải ăn những thức ăn ngày càng thô kịch nặng nề. Người ham ăn nhiều thì nhan sắc trở nên xấu xí, người ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Từ đó bắt đầu sinh ra sự tốt xấu xinh đẹp. Tâm kiêu mạn, khinh khi đố kỵ ganh ghét, thù nghịch bắt đầu từ đây. Rồi do tham ăn lười biếng, đi lấy thức ăn mỗi khi muốn ăn, họ sinh tâm tích trữ rồi tranh nhau tích trữ nên tâm tham bắt đầu phát sinh rồi trai gái nhìn nhau móng tâm tình dục nên gần gũi nhau lúc đầu họ bị cho là làm bậy nhưng do tạp khí ái nhiễm lâu ngày quen dần lại được cho là đúng rồi chúng sanh ấy tập hành phi pháp buông thả theo tình dục do vì hổ thẹn họ mới tạo lập phòng xá sự hành dục ngày càng tăng nên có bào thai sinh ra từ bất tịnh và thế gian bắt đầu có bào thai là vậy. Tâm tham ái, dục nhiễm, lòng ganh ghét, hơn thua ngày càng gia tăng, chúng sanh ra ý nghĩ phân chia đất và cắm cột bốc. Danh từ đất ruộng phát sinh từ đây, lòng tham khiến chúng sinh tâm lén lút trộm cắp thóc lúa của nhau từ đó mà lập ra chánh quyền. Vậy là dòng sát lệ được hình thành. Rồi trong quần chúng có người thấy nhà này là đại hoạn, là gai độc nên lìa cư ra vào rừng sống một mình, yên tịnh, trầm lặng tư duy. Đến giờ ăn, cầm bát vào sớm khất thực. Mọi người tán tháng vui vẻ, cúng dường, cho rằng có người xa lìa mọi điều xấu ác, tu đạo thanh tịnh. Từ đó, thế gian bắt đầu có tên bà La Môn nhưng trong đám bà la môn lại có kẻ không ưa ở chỗ nhàn tịnh tọa thiền tư duy mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên nghề độc tụng nên được gọi là nhân gian bà la môn hay bất thiền bà la môn do vậy trong thế gian có dòng bà la môn hiện ra trong quần chúng lại có người thích kinh doanh chất chứa tài bảo nên được gọi là cư sĩ lại có người làm công xảo tạo ra nhiều đồ dùng phục vụ ba giai cấp trên nên được gọi là công xảo thủ đà la. Nay thế gian có bốn chủng tánh là vậy. Chúng ta thấy rằng do tâm tham dục đưa đến tham lam tích lũy, đến cạnh tranh, đến sự thành lập chính quyền nguyên thủy, đến sự phân công, phân hóa xã hội, đến sự phân chia giai cấp xã hội một cách nghiệt ngã mà từ đó tạo ra sự khổ đau tàn hại, uế trượt trong cuộc sống con người. May mắn thay, trong chúng sát lị có người thấy nhàm chán pháp của mình bèn cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo. Tên gọi Sa Môn bắt đầu hiện hữu. Từ đó về sau, bất cứ ai trong dòng bà La Môn, cư sĩ hay thủ Đà La nhàm chán pháp thế tục, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo thì đều được kính cẩn gọi là sa môn và trong chánh pháp tuyệt đối bình đẳng của như lai bất kỳ sát lị bà la môn cư sĩ hay thủ đà la không phân biệt giai cấp xã hội cạo bỏ râu tóc mặc pháp y xuất gia tu bảy pháp giác chi thực hành phạm hạnh cao thượng thì chính ngay trong hiện tại tự thân tác chứng đắc a à la hán kính thưa quý vị Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45, thầy Lễ Minh giảng thi thiết luận. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học kinh Đại Bác Niết Bàn do thầy Minh Lợi giảng và kinh trường A Hàm qua lời giảng của cô Minh Huệ. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như các thông báo cần thiết để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình hoàng pháp khác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề phật quốc org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả, kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.